Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ quay cảnh bắt cá nôm cá ở ngoài quê cho các bạn xem nha. Đây đó. Rồi bây giờ mình sẽ xuống lấy cây mình đập phụ. Đây, cảnh đẹp chưa, chuối nè. Rồi bây giờ xuống lấy cây đập phụ cho cá nó vô nôm. Xuống này gì ạ? Nhận chỗ ngao à? Bay lên, hai người đều bay chùm vào trong nước. Đó, đi kinh công này. Nhưng mà phải quay phần kiểu phải chân để co lên hết mới đẹp. Vào xuống đi chị. Phải co chân lên mới đẹp. Đúng là đang phim trưởng bay ấy. Lên tí nữa, đúng không? Quay, quay chưa? Không, tới thì không giống giống như không giống như nhất được. Quay cả chỗ bác Phương kia kìa, quay cả hai người xong là cá tí nó vọt lên đẹp. Nhưng mà cá không có nhiều thì chả nó lên đâu vọt lên. Ủa lần sau cá lại chết ta? Cá của tôi đang chết nhiều vậy? Chết của anh Hùng, anh kéo ao nhà em một mẻ lên, anh để trên nó chết. À, sao cá lại chết nhiều vậy? Lấy lòng cái màn chứ. Ấp 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 đi, lấy cá mang vô Nam. Cùng Nam lên bụng thôi. Được luôn, quan trọng mòn răng đấy chứ. Thả tóc ra. Không thả tóc à? Vẫn đậm đi chứ. Bạn à. Thôi nhìn cái điệu giống cua đồng hạo lắm, bạn ngô. Thôi thôi thôi. Giống cua đồng hạo lắm, không ăn đồng mơ. Thơm nó thích giống bọc. Được con cá rồi. Ôi 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 ôi. Bắt cá, bắt cá. Được một con. Được một con cá. Dũng ơi phụ đi Dũng. Dũng ơi, Dũng bắt cho anh tê. Áo đỏ phụ áo da xanh. Ôi ôi, trời ơi cá bự. Trời ơi cá bự quá. Em thả toàn cá to không? Trời ơi cá bự quá. Oh, các bạn ơi nhìn thấy cá chưa? Bự quá nè. Ồ. Thôi đem lên đi. Thôi đem lên đi, cực khổ rồi. Nhỏ thì gì nữa. Cái cho máu cũng đỉnh nha. À không, đúng rồi. À, cái cho máu cũng đang ăn. Thôi, bắt được thì đem lên ăn thôi. À, đem lên. Cũng ăn. Mày cứ im đi là có nói là được. Con đó mới 2kg chứ mấy. À. Chấm ốc. Chấm ốc mà. Chấm ốc. Đen lên chi, ốc lên chi. Thôi nhưng mà nó bị đứt rồi. Nó bị đứt rồi. Ố. Nó bị bể rồi, nó bị bể rồi. Nó chết rồi. Không có ốc chết đuối rồi. Trời ơi coi chừng nó nhảy xuống. Giục con cá lên đây nè các bạn ơi. Lại được một con rồi. Lại được một con rồi. Đây đây đây, đến gần coi con cá bự cỡ nào nè. Trời ơi. Giỏi quá à. Dỗ. Con cá này mấy ký chú Hùng? 2kg hả? Cá chấm mốc hả? Cá chấm mốc hay chấm ốc? Cá chấm ốc. Chấm ốc hả? Trời ơi, cá chấm ốc nè các bạn. Cái này phải 3kg chứ, nó to đùng nè. Ôi. Dục cho nó lăn lóc. vui quá tưởng nó không được con nào chứ.
dính được con cá trong đây rồi. Ủa vậy con cá này nhỏ quá, mình thả nó xuống ra. Nhỏ quá. Ồ. Rồi, rớt xuống. Phải bắt con từ 2 kg trở lên thôi. Thôi được, được một con thứ hai nữa nè các bạn ơi. Ôi, to quá là to luôn. Rồi con to nữa kìa. Con đó chắc cũng cũng 2 kg mấy nữa quá. Hai con cá. Giỏi thiệt. Ô. Không có cái lòng rồi. Dũng ơi. Dũng ơi lợi phụ. Ôi hay quá. Đó, đó, đó. Rồi, thế là được 2 con cá. Ô, bước lên, bay lên bờ rồi. Đây, con cá thứ hai dục lăn lóc ở trên bờ nè các bạn. Đó. Đây là con thứ hai. Nãy con kia là con dưới ruộng. Đó. Đây, đây con nữa nè, 2 con nè. Ha. Hả? Nè, 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 đó, chào các bạn, chào, xin chào. Đâu, thấy máu đâu, máu đâu. Nè, 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 bye bye các bạn đi. Bye bye đi, bye, bye con, bye, bye, bye nè. Chích, chích, bye, chích, chích, bye. À, bye bye các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết clip của mình. Chúc các bạn một năm mới thật nhiều niềm vui và hạnh phúc, vạn sự như ý. Bye bye.